Rồi vô vô vô. Rồi đứng vô, đứng vô, xếp hàng vô đi. Giật đi. Ôi, nhiều quá rồi, tiền nè. Ôi trời ơi. Rồi, nè lên nè lên nè lên. Tiền nữa đâu rồi? Rồi, giật đi, giật đi. Tiền. Rồi, tiền. Rồi, có người có 5 ngàn. 10 ngàn. Rồi, bánh kẹo. Lượm bánh, lượm bánh. Đấm bánh rồi ơi, đấm nổi ăn đây. Vui quá. Bánh ổi mía. Rồi có người ra không kịp này, bây giờ ra lấy bánh. Trời ơi. Lấy mía. Lượm bánh rồi mới té nữa. À, đấm kịp luôn. Đấm cái mía lại. Cái này không bắt được. Ơi, dụng lên. Hôm nay có chị Annie có gửi bà để hỗ trợ giúp anh là cái số tiền là 100 đô để giúp anh bớt khó khăn trong cuộc sống, vì hàng ngày thấy anh cứ phải đi bán vé số mà rất là vất vả, nên là giúp anh một cái buổi để anh nghỉ sớm. Dạ em cảm ơn chị Annie. Cảm ơn chị Annie ạ. À. Dạ. Cảm ơn nhiều ạ. Rồi cảm ơn anh nhá. Đây là một đây các cô đang chuẩn bị để cúng. Đó. Có gà biết gì không? Hôm qua trời ơi thấy có càng được nhiều càng làm ăn được. Hôm qua có người còn giật cái này. Giờ lấy cái bao khác đi. Bỏ tiền hỗn tổng mình chết luôn á. Là lặn lấy cái bao. Lên. Cỏ cầm bịch cái ghê vậy. Có đây bịch nữa nè. Tại có cái cáo đó kìa mà. Còn biết ra là cũng sửa này, mất là hai tay này nè. Đương nhiên rồi đó, sửa là cũng phải đi. Bỏ bịch này bỏ bộ ra nhiều, bỏ bộ ra. Để nó thấm gian đi, đông gian đi. Đông gian ra trước đi. Đây các bạn nhìn này, cái đồng tiền đô la buôn chưa? Để trong này. Nè. Cô bác nhìn cái đồng đô la này. Chưa có đánh ngang nè. Trời ơi, con nhỏ này. Chưa, để nó cúng đi. Mày gì đó. Để nó cúng đi. Ê, lụm đầu lên cho tay. Cô đồ mình có không mới cho. Mấy cái nhà bây giờ tụi bay muốn giật gì vậy? Thôi mời cô bác vào giật cô hồn nào. Chưa kịp đốt đã. Ôi trời ơi. Làm quá lẹ. Đi ra ngoài, đi ra ngoài mấy em. Trời lẹ quá trời. Rồi vừa phát cơm hết rồi. Đây, người lớn 20, người nhỏ 10 ngàn. Lấy cơm ăn, lấy cơm ăn. Không lấy luôn. Không lấy đâu vậy con? Đó làm vô nó quê luôn. Ê, 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 ê,
Rồi xin mời. Phát đi, phát đi. Ai đã lại xếp hàng phải phát hết đi cô. Rồi cúng chưa? Cúng chưa? Tiền đâu rồi? Chưa kịp cúng lại ra dùng hết luôn rồi nha các bạn. Vân Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương vào sáng ngày 13 tháng 8 năm 2022, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngày xưa có tên là đường Hồng Thập Tự, thuộc bên tay phải là quận bên tay phải là công viên Tao Đàn, phía bên tay trái đó thì cái khúc này đang là quận nhất, nhưng mà đi thêm một khúc nữa thôi thì sẽ tới quận 3. Và trước mặt của ba anh chị thì đang có một cái xe bán mộng dừa Bến Tre giòn ngọt. Mộng dừa là một cái phần trong của quả dừa, khi mà cây dừa nó mọc mầm đấy thì nó có cái mộng và ăn cũng giòn giòn ngon ngon. Thì gần đây mình thấy ở Sài Gòn đó là cũng có khá nhiều chỗ bán cái mộng dừa này, tuy nhiên thì nó cũng nói ra thì cũng hơi mất lòng một chút là khi người ta bỏ cái túi mộng dừa vào trong ấy, thì có những cái nó đã bị hư hỏng, không có ăn được. Cái thứ hai nữa là cái tay người bán ấy, nó dơ. Nên Tuấn Dương cũng đã từng mua thử rồi, nhưng mà về cái thức ăn đường phố ở Sài Gòn đó thì có một số thứ nó chưa được vệ sinh lắm. Nên nếu mà để đảm bảo thì cô bác mua về chúng ta phải ngâm rửa nước muối, rồi cắt bỏ những cái phần hư, sau đó mới sử dụng. Tuấn Dương đang trên đường đi đến bếp cơm cô Cường ở khu vực chợ Bến Thành để chia sẻ những cái hình ảnh buổi nấu và phát cơm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đây, quẹo phải này là đi vào con đường Huyền Trân Công Chúa đấy. Chỗ này hôm nay mát quá. Đi vào những cái con đường mà có nhiều cây xanh như này mình thích lắm. Đi nó không bị mệt mỏi. Phía bên tay trái này là trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Đấy, cũng có một số người chạy bộ tập thể dục ở trên đường này các bạn này. Đấy, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Lúc này thì chưa có vào năm học mới, chừng khoảng 2 tuần nữa các cháu học sinh sẽ bước vào năm học mới. Bên tay phải là các bạn thấy cũng có một vài người nước ngoài đi bộ sang Việt Nam chơi, rồi một vài cháu học sinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào con đường Công Lý cũ ngày xưa, nay là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây, khúc này thì cô bác thấy có một số những cái khách du lịch, những cái xe chở khách du lịch tới. Đây, người ta đang ngồi ở phía đằng trước với những các cái vali. Đây là khách du lịch ở nơi khác tới này. Thì sau khi mà tham quan Dinh Thống Nhất xong thì sẽ
lên xe để đi tham quan tiếp. Đây phía trước mình thấy cũng có mấy cái xe 1, 2, 3, 4, 5. Lúc này chưa có mở cổng cho xe rô mà chỉ có mở cho xe ra thôi. Đây các cháu học sinh thì thuê những cái chiếc xe đạp này. Thuê những cái chiếc xe đạp đi vòng quanh thành phố. Đây cái điểm bán vé vào Dinh Thống Nhất đây các bạn này. Đây gọi là Dinh Độc Lập. Đấy, chúng ta mua vé thì sẽ mua ở phía trước mặt này. Đa số lúc này mình thấy là khách Việt Nam thôi chứ chưa nhiều khách nước ngoài. Còn nếu mà gửi xe gắn máy đó là chúng ta gửi ngay phía đằng trước này. Xin mời cô bác, anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Đi vào những cái con đường có nhiều cây xanh. Lúc trời nắng thì cảm giác dễ chịu, mát mẻ. Đây chúng ta đang có mặt trên con đường Nguyễn Du. Đây là góc Nguyễn Du cắt với Thủ Khoa Huân ở Huyền Trân Công Chúa. Đây, cái khúc này cái khách sạn một người bạn của Tuấn Dương về chuẩn bị thuê này, Coco Chin Gen. Rồi đi tiếp. Đây là giao lộ Thủ Khoa Huân cắt với Lý Tự Trọng. Ở phía trước là cửa bắc của chợ Bến Thành đó các bạn. Sài Gòn hôm nay thì trời nắng, cũng có mây. Thỉnh thoảng thì có một vài người nước ngoài đi đi bộ trên vỉa hè. Đây chúng ta tới bếp cơm của Quốc Cường rồi. Đây hôm nay các cô làm cơm mặn nhé các bạn. Thưa cô bác anh chị, hôm nay thì các cô làm là thịt heo kho với trứng chim cút. So với các loại trứng đó thì cái trứng chim cút tuy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Mà thứ nhất là cái lượng dinh dưỡng, hàm lượng chất dinh dưỡng của nó nhiều hơn là cái hột gà công nghiệp và nhiều hơn cả hột gà công hột vịt luôn nha các bạn. Cái này đã được kiểm chứng rồi. Ngon quá. Củ cải này, trứng cút. Cải, trứng cút, kho. Đây thì những cái bịch cho các cô đóng gói bỏ vô trong này. Còn có canh rau cải ngọt. Mình xin phép phải quay nhanh để còn quay giật cô hồn nữa các bạn. Bánh rồi tiền này, tiền vàng, tiền đô la, euro. Các cái phần cơm các cô để đang trưng bày ở đây. Ở đây mình sẽ sang quay giật cô hồn nhá.
Đây là một đây các cô đang chuẩn bị để cúng. Có gà biết gì không? Hôm qua trời ơi thấy có hôm qua có người còn giật cái này. Giờ lấy cái bao khác đi. Bỏ tiền phủ tổng mà chết luôn nha. Giờ lấy cái bao. Nhanh lên. Cỏ cầm bịch cái ghê vậy. Cái này bịch đó nè. Tại con cháu nó nghèo mà. Còn biết đang làm cũng sửa này mất là hai tay này nè. Đương nhiên rồi đó, sửa là nè. Cũng phải thấy mất tiền bỏ bụ ra, nhiều bỏ bụ ra. Để anh ra thăm gian này, đông gian đi. Đông gian ra trước đi. Đây các bạn nhìn này, cái đồng tiền đô la bự chưa? Chưa, để trong này. Được. Nè, cô bác nhìn cái đồng đô la này. Má ơi, trời ơi, con nhỏ này. Chưa, để nó cúng đi. Vậy đó. Để nó cúng đi. Ê, lụm đầu lên cho ta đây. Cô đồ mà cô không mới cho. Nó có thể là đổ bên nhà, mấy cái nhà. Bây giờ cô bay muốn giật gì vậy? Cô bác vào giật cô hồn nào. Chưa kịp đốt đã. Ôi trời ơi. Làm quá lẹ. Đi ra ngoài, đi ra ngoài mấy em. Trời lẹ quá trời. Đúng rồi. Đã được bịch sữa rồi. Đây em ấy đã có được bịch bánh rồi nè. Sạch sạch luôn rồi. Ok. Quay cho đẹp nha. Quay đẹp luôn. Rồi. Đẹp đẹp đẹp. Rồi sao không phát tiền đi? Mày đừng có phải tiền ra chỗ đẹp tôi chết à. Trời ơi, khóa cửa nó đem viên cái tủ bánh ra đi. Đâu rồi, con kia rồi. Con kia con nào? Con này rồi. Con ổng đi rồi. Nó mất rồi. Rồi, mời bà con lại giật cô hồn nào. Dạ, da khỏe. Đây, gia chủ thì cầu cho được buôn may bán đắt. Hôm nay cũng là cái ngày 16, là cái ngày thần tài. Đó, đang có rất nhiều người trực. Hồi nãy có hai cái bàn, một cái bàn nữa thì để đồ ăn, thức uống, nhưng mà bị giật mất rồi. Rồi vô đi, mọi người vào vị trí chuẩn bị. Rồi, để bây giờ cô sẽ lấy tiền ra nào. Rồi, chuẩn bị đến tiền nhá. Cho tiền, cho tiền, cho tiền, giật tiền. Thôi thôi, đủ nào cũng cho, đủ chịu quá. Tôi nổi đủ má vô, đủ má nó rồi. Đây, chưa kịp ra này thì mọi người đã vây xung quanh rồi. Tôi không dám đâu. Rồi.
Rồi bây giờ đi ra ngoài đã đi, đi ra cách tránh xa xa ra thì chủ gia chủ mới dám ra chứ giờ phải khóa. Rồi lại đây, vô vô vô. Vô. Rồi từ từ. Bảo vệ cho. Xích ra để mở cửa nào. Đi ra đã để mở cửa đã nào. Rồi lẹ lên vô đi. Rồi vô. Rồi đứng vô, xếp hàng vô đi. Giật đi. Ôi, nhiều quá rồi, tiền nè, ôi trời ơi. Rồi, lẹ lên. Tiền nữa đâu rồi. Rồi, giật đi. Tiền, rồi tiền. Rồi, có người có 5.000, 10.000. Rồi, bánh kẹo. Lượm bánh. Đấm bánh rồi ơi, đấm nổi ăn đây. Vui quá. Bánh ổi mía. Rồi có người ra không kịp này, bây giờ ra lấy bánh. Trời ơi. Lấy mía. Lượm bánh rồi mới té nữa. À, đem kịp luôn. Lấy mấy cái mía lại. Rồi. Có cơ hội ngon đây nè. Có người được 15.000, có người được 10.000. Em này có nguyên cái bao tải này. Trời ơi, nhiều đồ quá. Đó, rồi, bé này, đó. Rồi, nhiều quá. Ôi trời ơi, được nguyên bịch bánh bự quá nè. Nó có bánh đâu. Rồi, đấy thôi, lấy đi, chia. Mỗi người một chút. Em mau. Rồi, vui quá. Mình để xong tiền với lạ. Kìa, con thấy người kìa. Thấy người chứ tao đâu có vô nhà chứ không ra đâu. Đâu không thần đâu cho con người. Cái là nhất à. Cái đầu bên kia kìa. Đây, bên này thì các cô chú vẫn đang chia cơm để lát xíu rồi phát. Nhưng mà chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh giật cô hồn. Rồi cái này có giật không? Rồi cái này phải thêm, bây giờ phải thêm ít tiền nữa thì nó mới tới nó giật. Thôi giờ kêu lại xếp hàng đi. Không, bây giờ cầm kêu ông Bư cầm tiền. Kêu ông Bư cầm tiền, không kêu xếp hàng. Mỗi người đây giờ cô Cường sẽ chưa đây những cái phần đóng gói này là các bạn nhìn này, thịt, rau, cơm, canh rau cải đó. Bên này các cô chú cũng vẫn đang tiếp tục chia. Thưa các cô bác anh chị thì hôm nay là ngày 16 tháng 7 thì cô Cường cũng làm một cái mâm cơm để cúng những cô hồn các đảng vong linh, rồi cũng là nhân cái ngày lễ Vu Lan thì lát xíu sẽ mang những cái phần thức ăn này đi phát để giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Thank you.
ngày hôm nay đó các bạn, là vừa phát cơm này, sữa, rồi bánh mì. À, bánh mì và nước suối sẽ vẫn tiếp tục đang giao tới. Mấy ngày này các bạn, những cái món này là bán rất là chạy, nên là chúng ta kêu cũng chậm hơn. Kêu nhưng mà người ta không có giao kịp do có quá nhiều người mua. Đây, chuối này các bạn này. Thưa các cô bác anh chị, hôm nay Tuấn Dương sẽ gửi cô Cường số tiền là 14 triệu, trong đó là có 10 triệu của cô Thoa Lê ở San Jose. Cô có về Việt Nam và gửi tiền cho Tuấn Dương, để trong đó thì có gửi 10 triệu cho bếp cô Cường. 5 triệu nữa thì để giúp cho các cháu khiếm thị mái ấm bừng sáng, rồi một số những cái chương trình khác nữa. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay thì xin gửi cô Cường là 10 triệu để nấu cơm. Gửi 4 triệu của chú Út ở Cali để mua sữa và bánh mì phát cho các cháu ở bệnh viện Nhi. Hôm nay là ngày 13 tháng 8. Đây thưa cô đếm số tiền là 14 triệu. Vô con. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô Thoa Lê ở San Jose, cảm ơn chú Út ở Cali. Cảm ơn cô Thoa Lê. Thoa Lê nha. Rồi chú Út ở Cali nha. Với anh Út ở Cali á, có nhận số tiền là 14 triệu. Dạ. Của tính viên đem bảo rồi. Vâng. Thì rất chú là cảm ơn. Chú Út kêu là cô phát thêm sữa với bánh mì. Dạ. Còn cô Thoa Lê thì kêu là phát cơm. Ông kia đi con, là ông kia. Dạ. Dạ. Đây, bữa nay cũng là ngày 16 để cúng đất đai nha, là tháng 7 đó, để cho mấy người có được có miếng cơm ăn với thấy được với cho người 20 thôi. Vâng. Tiền thì tiền tôi. À, coi là cúng cái tiền này á, là cô Cường tự chuẩn bị nhé. Còn cái tiền kia thì dùng để phát cơm thôi, cất tiền đi không nó giật hết bây giờ. Đó nó giật cơm lắm á. Bỏ vô. Lúc giờ tiền nhiều hơn lúc nãy nhá. Giờ tiền nhiều hơn hồi nãy à. Xếp hàng đi. Mẹ 20, con 10.000. Rồi vô đi. Xếp hàng vô. Xếp hàng vô đi. Đấy, tụ tập 500 anh em lại rất là lẹ nhá. Lẹ lên. Cứ xếp hàng vô, ai cũng có tiền. Vô đây kêu 50 anh em vô. Rồi. Vô cho nhiều vô. Rồi người nhà mình không giật à? Không, không có cho giật đâu. Giờ đi cúng à. Lẹ lên nào, vé số, vé chai, các kiểu luôn. Vô đi. Rồi sang xếp hàng đi. Xếp hàng lấy tiền vô. Ai ăn cơm thì lấy cơm. Rồi vừa phát cơm phát tiền rồi. Đây, vô.
Người lớn 20, người nhỏ 10.000. Lấy cơm ăn, lấy cơm ăn. Không lấy luôn. Rồi xin mời. Phát đi, phát đi. Ai đã lại xếp hàng phải phát hết đi cô. Rồi lấy cơm, ăn cơm thì lấy cơm. Đây. Hết chưa? Hết chưa? Rồi. Rồi lấy hộp cơm. Rồi lấy cơm, lấy tiền chú. Thưa cô bác anh chị, bây giờ Tuấn Dương cùng các anh em sẽ đi lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2 để phát cơm. Bên này thì các cô cũng vẫn làm một số những các cái suất ăn nữa để cho những cái người lang thang cơ nhỡ cũng như là công nhân ở đây. Bây giờ mình sẽ đi lên trên bệnh viện. Rồi đi lên đi, đi ạ. Đây. Ở đây cũng lại chuẩn bị giật cô hồn tiếp này. Đây, mình sẽ để xe vào đây để coi giật cô hồn đã nhé các bạn. Cúng chưa? Cúng chưa? Chưa cúng à? Chưa cúng xe đốt. Tiền đi, tiền đi, tiền đâu rồi? Chưa kịp cúng đã ra giật hết luôn rồi nha các bạn. Ở đây còn đến cái này. Cái này không phát à? Ơi 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 dùng. Dùng lên. Ơ. Ơ cho quậy ghê nha. Quậy sao bà lấy cái này của tôi vậy đó đi đó. Trời ơi. Con nó giật con hồng người của người ta đó mà bà lấy cái này có béo không? Không có tiền tại muối gạo mà. Rồi. Đây là xong rồi. Thôi đi thôi các bạn ơi.
đây lúc này mình đang có mặt ở cổng số 4, địa chỉ là 33 đường Nguyễn Du. Tới. Ai lấy cơm từ thiện đứng xếp hàng nhá. Cơm, bánh mì, nước suối, sữa, đứng xếp hàng đi ạ. Đây đang kêu một số cô chú anh chị xếp hàng để lấy cơm. Theo mấy anh bảo vệ cho biết thì sáng nay cũng có mấy đoàn đến phát cháo. Đây đang là bệnh viện Nhi Đồng. Đây thưa các bạn, xe chở cơm bây giờ đang trên đường tới rồi. Xe lùi lại để phát cho các cô bác. Dạ, rơi dọc đường à? Rồi không sao. Không vướng, không vướng, đi thoải mái đi. Lùi lại. Giờ lùi lại, lùi lại. Rồi từ từ để xe rời lại. Đó. Mở cửa qua đây. Vâng, vâng, qua trường. Cảm ơn cô Thoa Lê ở San Jose, chú Út ở Cali đã ủng hộ cho chương trình này. Đây, đồ ăn, thức uống. Dạ, dạ. Mỗi người một phần giùm em. Mày đem cơm qua cho ông Chiến đây cả. Mỗi người một phần nhá, một hộp cơm. Nay là cơm mặn nhá, một ổ bánh mì, một chai nước suối. Ai nuôi bệnh ở trong bệnh viện thì tặng sữa thêm nhá. Rồi, bây giờ lấy cơm đi. Rồi lấy luôn đi. Rồi cơm thì lấy hai phần, bánh mì lấy một ổ thôi. Có lấy chuối nữa nhá mấy em. Hai người một ổ bánh mì thôi, còn lấy hai phần cơm, bánh mì cho các cháu nhỏ mỗi người một phần thôi. Rồi lấy nước, lấy chuối đi mấy em. Rồi rồi rồi, được rồi, ok, cơm thì lấy hai phần được. Rồi rồi, rồi cô bác mình lấy xong thì vào thông báo cho những người trong bệnh viện ra lấy. Đồ ăn là giống nhau hết. Cô bác mình cứ đứng xếp hàng vô, mỗi người một phần. Chuối lấy trái thôi, lấy nhiều quá người sau không có em. Mỗi người lấy một trái chuối thôi, lấy nhiều quá người sau không có nha em ơi. Lấy nhiều quá người sau không có nhá. Chia sẻ yêu thương đi, mỗi người một phần một trái thôi. Dạ. Lấy nhiều quá người sau không có, cô bác ơi. Chia sẻ yêu thương đi. Để người phát nha, không có lấy. Để em coi em bé không, em lấy sữa. Em bé đâu? Để người ta tự phát nha, em không được lấy đó. Đi ra ngoài em ơi. Rồi ve chai lấy cơm, lấy nước suối, lấy chuối ăn được rồi. Ve chai, ve số lấy cơm, nước chuối, suối nhá. Bánh mì, sữa để cho các cháu trong bệnh viện. Xe ôm ve chai, ve số thì lấy cơm, nước suối, chuối ăn. Bánh mì và sữa cho các cháu nhỏ trong bệnh viện. Rồi xe ôm lấy cơm, nước chuối, cơm, nước, suối, chuối. Rồi lấy cơm đi em, cơm, nước, suối, chuối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây các bạn nhìn ở phía bên trong nhà thương kìa. Đó. Cũng có những lấy cơm, các cô lấy cơm, nước suối, chuối, bánh mì chỉ cho các cháu nhỏ thôi, bánh mì sữa cho các bé nhỏ. Lấy cơm, bánh, nước suối, chuối. Đi đây này. Bánh mì chỉ cho em bé con nít thôi. Cơm mặn. Vô đây lấy cơm đây, mỗi người một phần cơm thịt kho trứng. Bánh mì cái món ai cũng thích nha. Rồi lấy đi cơm đi, lấy hai phần luôn được. Cơm mặn nha. Đó lấy đi. Bánh đó thôi chứ bim bim là cái gì? Bim bim ra đây, ra đây. Kia kìa. Mua đâu? Kia kìa. Ra trước cổng bệnh viện đấy. Cơm thịt kho trứng giống nhau em gái ơi, đừng có lựa. Em mà lựa thì em đặt xuống. Rồi lấy đi. Phần nào chả giống phần nào, lựa như là mớ rau ở ngoài chợ ấy. Rồi đi vô trong này, vô trong lấy cơm đi em. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Rồi lấy sữa, lấy bánh mì cho em bé. À. Cơm giống nhau ấy cô bác, cơm canh thịt 10 gói giống nhau cả 10, cô bác lấy luôn đừng có lựa. Có rồi đi vô. Thôi mình bỏ tiền mình mua để người sau còn có, mà nhìn một người lấy nhiều quá thì người sau không còn. Chung Việt Nam mình thì khoảng 100 năm nữa thì mọi người mới biết yêu thương, chia sẻ cho nhau. Ai cũng muốn lấy nhiều. À, cũng nhắc là mỗi người lấy một phần, nhưng mà thông thường thì mọi người muốn lấy để dự trữ. Các cháu nhỏ thì chú sẽ cho sữa, bánh mì. Có nhiều cô chú anh chị nói là ở nước ngoài là người ta rất ý thức, người ta chỉ lấy một phần cho bản thân họ thôi và không bao giờ xin giùm bất cứ ai. À, lấy xong là người ta cảm ơn, còn ở Việt Nam lấy xong là đi luôn. Cái này là cái đôi khi là phải có sự giáo dục từ nhỏ thì mọi người mới ý thức được.
Rồi mỗi người một phần cơm, một chai nước, một trái chuối. Rồi lấy đi. Mỗi người một phần cơm, một chai nước, trái chuối. Bánh mì. Ngày hôm nay là vừa phát ở đây và có phát thêm ở khúc chợ Bến Thành, phát cho những người xe ôm. Mấy ngày nay là mệt quá, không muốn quay clip nữa. Đây, bên kia cũng có một nhóm nữa phát này các bạn này. Đây, các cô lấy được ở bên kia, qua đây lấy tiếp. Đây, cũng có một số nhóm khác lại phát. Mấy ngày hôm nay phát là hơi dư thừa. Con đem ra rồi á. Thôi anh ơi, vào thông báo ở trong ra lấy. Thông báo người ở trong ra lấy. Thì cứ thông báo họ cần, họ sẽ chạy ra họ lấy. Dạ dạ. Về. Lại đây mấy chị ơi, lấy cơm, bánh mì, nước suối, sữa. Mấy anh chị trong bệnh viện thì lấy đầy đủ. Lấy chuối, lấy cơm, đi vòng lại đây, lấy cơm, lấy chuối, lấy bánh mì, sữa. Rồi lại đây lấy cơm, bánh mì, nước suối, sữa, chuối. Rồi đi đi vô đây lấy cơm này mấy chị. Ăn bánh mì không ạ? À? Ờ, lấy dùm một phần nữa thôi. Là hai chồng em lại một phần nữa, ba phần, ba mẹ con ba phần. Thế cô nếu mà lấy 10 phần cô ăn hết không? Không, cô lấy 2. Rồi thôi rồi, lấy đi dạ. Rồi rồi lấy đi. Đừng có bỏ uổng ra được. Sợ lấy nhiều quá ăn không hết rồi người sau không có. Rồi đi thẳng lên lấy nước suối, lấy chuối, đi thẳng lên. À, em bé cho bánh mì sữa. Rồi lấy xong đi vô cho người sau tiến lên. Em ơi đừng có lượn, em lượn em bỏ xuống ngay cho anh đấy. Lấy thì còn người sau nữa chứ. Cô bác mình cứ lấy, đã chuẩn bị sẵn rồi, lấy nhấc lên luôn, đừng có lựa. Nát hết cơm. Cô bác lấy cơm đi ạ, mỗi người một phần. Nhấc dùm con, nhấc thẳng lên. Rồi. Rồi lấy bịch nữa rồi, ok. Chuối này mình lấy nhiều quá, người sau không có em. Lấy bớt lại. Lấy đi em. Cô bác mình lấy đủ dùng hay lấy nhiều quá là sử dụng không hết là nó. Rồi lấy đi em. Sao lấy 2 bịch sữa?
bây giờ ông. Lấy một cái thì cho người sau. Đây 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 bánh. Để nguyên. Bánh cho trong bệnh viện còn ít mấy anh ơi. Thanh niên ra lấy cơm ăn được rồi. Đây chú ơi này, cho bé này người Miên này. Rồi được rồi. Nhiều người thích bánh mì và sữa hơn là ăn cơm. Rồi cô bác lấy cơm đi, nhấc luôn không có lựa em ơi. Lựa là nát hết cơm của anh, người sau ra ăn nát hết. Rồi lấy hai phần, bốc luôn. Cô bác nhặt luôn nhá, đừng có lựa cơm giống nhau hết, đều có cơm canh đồ ăn mặn. Rồi lấy đi, rồi lấy hai phần luôn. Rồi mình lấy xong thông báo cho người ở trong ra nhận nhá. Hết bánh rồi. Lấy cơm thôi em ơi, lấy cơm thôi, có cơm mấy cô bác vào lấy cơm ăn đi ạ. Bánh mì phát hết rồi nhá. Em bé mỗi người bịch sữa. Rồi. Rồi em bé thì lấy sữa uống. Rồi ok. Rồi. Rồi cô bác lấy cơm. Lấy cho ai mà ba phần gì? Rồi rồi. Rồi. Rồi lấy đi cô bác. Rồi lấy đi, lấy hết đi thì người sau không khỏi lấy nữa, cứ lấy đi, thoải mái đi. Lấy là lần sau khỏi lấy, mấy người sau khỏi lấy luôn. Rồi được rồi, bốn người ra nhưng mà đây, rồi được rồi, chị cứ lấy đi không sao. Đó, người sau sẽ không còn đây này. Đấy rồi. Đó, đây bây giờ các cô chú ra sau là không còn cơm bởi vì là có những người lấy 4-5 phần liền. Đó. Đấy. Bốn đến năm người sau ra không có cơm ăn. Thôi rồi. Ai mà lấy trước rồi thì người sau nhịn thôi chứ giờ biết sao giờ. Không biết nói gì nữa. Vì hôm nay là tháng 7 cô hồn nên là thôi không có muốn nói. Không có muốn nói nào. Em biết rồi nhưng mà đây là những người này họ ra họ đều nói là xin dùm họ cầm 4-5 phần vô nên người sau không có chịu thôi chứ biết sao giờ. Em biết rồi nhưng mà cái người sau người ta ra thì không còn thế thôi. Hết rồi. Rồi các bé uống sữa nè. Rồi phát sữa cho các bé. Rồi lấy chuối đi, lấy nước. Anh phải tính dương không? Dạ đúng rồi. Thôi có bác Hà Điết rồi. Phát xong rồi sẽ đi về nhé các bạn.